nó có lợi ngọt không? Thank you.
tới cổng chào Bà Rịa. Mình nãy giờ mình bị dính một cơn mưa. Cơn mưa. Bây giờ mới bắt đầu tèn tèn chạy tiếp đây. Đang còn mưa lắm. Nó hơi mặn mặn phải không? Cái này ta đúc ta làm gì nè?
bóp đít với xe nhỏ không? Dạ. Chạy hồi nữa tới nè.
chuyện để nói hả? Cho hai vợ chồng mình á là cứ đăng đăng trên mạng suốt à. Nói chung là hay vợ chồng mình làm gầm gỗ quá trên mạng quá. Gầm gỗ em thấy liên tục mấy ngày liên tục không? Hay chồng mình làm tôm tụ trên mạng. Chúc an toàn anh đẹp đó. Điên lần đó nhớ không? Gần mấy chỗ mà cái khu trò chơi á em.